xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở cửa hàng sầu riêng của Khương Dừa ở số 540 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì cửa hàng sầu riêng của Khương Dừa hân hạnh đón tiếp anh Colorman. Ảnh quay chương trình Tiếng Rau 4.0 cho chú Năm bán kẹo bông ròn á bà con cô bác. Đây chú đang làm nè. Chú này chị Dân đang làm. Bán được nhiều chưa chú Năm? Nay 2 xe luôn hả chú? 3 xe luôn. Bữa nay chú bán 3 xe luôn nha quý ông bà cô chú. Nè kẹo của chú đang làm nè. Đây một xe nè quý ông bà cô chú. Đây một xe. Xe này hơi ồn hơn xíu. Còn đây một xe nữa. Đây xe nữa. Bên ngoài thì bà con cô bác đang tới rất là đông, kẹt đường luôn kìa quý vị dạ. Đó, bà con cô bác đang tới để mua ủng hộ giùm chú Năm. Dạ. Dạ. Chú Năm là được quay chương trình Tiếng Rau 4.0 đầu tiên, nhưng mà lúc đó là mới chương trình mới làm nên bà con cô bác chưa biết, nên bà con cô bác chưa có ủng hộ chú. Dạ rồi, cảm ơn cô. Nên lúc đó chú bán được có 135 triệu à. Ủa, 100 mấy chục ngàn à. Dạ rồi, để con vô phụ. Dạ. Ủa, bữa nay đứng bán chứ không có làm nữa anh? Hả? Có phụ gì không anh? Không làm là đạp gãy cây của chú á. Dạ, một cây bông ngòn nữa. Rồi. Ra đây sao nữa làm gì đây? Phụ, em phụ. À, ra đây đứng anh Colorman bán được chưa để Khương Dừa lấy tiền mặt bằng. Rồi cho Khương Dừa ra làm bảo vệ đi. Bảo vệ an ninh. Em tới mua ủng hộ mà. Em mua ủng hộ. Ok rồi. Mua ủng hộ. Vậy chuyển khoản tiền nhiều, chuyển khoản nhiêu đi. 5 triệu. 5 triệu hả? Dạ em sẽ ủng hộ. Mua gì? Em mua 5 cây bông bóng đi. Dạ. Mua 5 cây bông bóng về, 6 cây với nhà, 6 đứa 1 lít, mua 6 cái bông bóng. Ghi sổ nha em, 5 triệu ghi em. Dạ. 5 triệu không? Rồi. Dạ 5 triệu. Thôi mua đó thôi, đừng có bán nhiều quá, để cho bán người khác nữa. Vậy dạ. 3 cây thôi. 3 cây rồi. 3 cây thôi. À một cây trong trống hả? Rồi đây. Rồi sắp hết trong trống của chú Năm rồi nha. Trong trống của chú Năm là lý nha. Ủa cái này nó bay ta? Cái này nó bóng. Không bay. Không bay đâu. Không bay hả? Cái này để đây đi, nếu mà một lát còn thì anh lấy, không còn thì thôi để cho chú bán đi. Nhưng mà nhớ nốt là anh mua ủng hộ 5 triệu được rồi. Một cái kẹo không còn rồi đây thì còn thì anh lấy, lát bán hết, còn thì anh lấy, còn không còn thì thôi. Nhưng mà hy vọng của chú sẽ buông mai bán đất, hy vọng chú sẽ bán hết nha quý vị nhá. Dạ. 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 Thôi được rồi, thôi để mấy bé nó có ra anh sợ đông quá mà là không nổi. Cảm ơn anh để Khương Dừa chia sẻ cái live stream của anh Colorman để cho bà con cô bác biết tới đây để mua một trong giống một đây. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi cảm ơn em nha. Rồi. Dạ hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở cửa hàng sầu riêng ở số 540 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nha quý ông bà cô chú. Dạ. Một con một trống. Dạ, hai cái bông tròn trống trống bong bóng đi. Rồi cái trống trống cuối cùng luôn. Dạ chắc cái cây này nó đấu giá quá. Coi dễ thương phải ở đây hả? Chú tưởng con chạy từ quận 9 không phải sợ chứ. Quận 9 kế bên quận 8. Không có chụp hình ảnh đây thôi. Cái máy luôn. Rồi hôm nay là bán chắc là phá kỷ lục luôn á. Dạ. Chống của chú Năm đã hết đó.
bây giờ chuyển qua trong trống của chị Lâm và anh Quê đó. Bây giờ bạn Khánh ơi, không lấy một cây cuối cùng đã bán đâu giá mấy người, một trống cuối cùng à. Cây cuối cùng, giữ cây cuối cùng đấu giá, cây cuối cùng phải bán đấu giá rồi lấy lại trên nào không được đó. Ok anh. Đây dạ, để đem chia sẻ cái. Anh Cương không cần bán, Cương đứng đây chụp hình thôi được chưa? Dạ. Rồi để anh bán dạ. Anh con lên đi con chạy. Dạ anh cảm ơn. Hai cái kẹo mà trời ơi, mình ra đúng rồi hả? Hai cái kẹo bình thường có 6.000 nó cho chứ 50 luôn. Không lấy gì hết. Cho vui chứ. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em nha. Rồi em mua sầu riêng vô kia nha. Ừ, sầu riêng nước mắm trong kia. Nhưng mà được mua sầu riêng mua nước mắm thôi. Rồi tao mua luôn mấy sầu riêng luôn đi. Để uống sầu riêng phá ngoài à. Ra để phá ngoài à. Anh đây. Ơi, ủng hộ sầu riêng anh này nè. Dạ, cảm ơn chị. Đây, cầm dạ. Đang chia sẻ cái là tiền. Dạ, cảm ơn. Những cái đậm tuổi thôi quá đẹp luôn. Đây. Dạ, gửi lại chị. Đã lại cho anh ta đi kìa. Cảm ơn chị. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ, đưa bác. Trời má chị má chị đổi với Vĩnh Long lên nó nhẹ quá hẳn ra kiếm lâu quá mới gặp má em ngưỡng mộ em á. Dạ. Cho chụp con với má chị tự với Vĩnh Long lên đây ủng hộ chương trình. 85 đơn rồi Vĩnh Long chạy lên đây ủng hộ cho anh cho chú Long cho chú Lao nè. Ôi ôi. Dạ xong rồi, tôi vừa đã chia sẻ xong rồi. Anh dạ bữa có ra cái chương trình mà đi bán bánh mì á. Dạ. Nói tình thương, mình cũng tình thương mà không ra lại đây mua sầu riêng kiếm mà bỏ gặp đó. Dạ. Thì khi nào mà có ra chương trình á thì có lẽ là mình đi theo phụ. Dạ. Mình cũng không biết theo không, để một lần khảo sát tình hình. Dạ, 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 cảm ơn anh. Thôi chụp coi hình với tôi vừa. Dạ. Má, chụp với dạ, má, chú này đó nè má. Má con dạ. 85 tuổi. Để con cầm bằng cái cá cho. Dạ, dạ. Đây. Ôi, cả nhà mình uống hả? Cả nhà mình. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Má mua nước mắm sầu riêng rồi. Mua nước mắm. Dạ. Dạ rồi, mời rồi. Cảm ơn bà. À, chờ một tí nữa em nói chuyện riêng với em tí nha. Dạ. Rồi, con mua gì? À, sợ. Rồi, để em rồi, bảo cái chúng này cái. Dạ rồi. Đây, anh cho cô bé này. Ở trong thì bà con cô bác đang vô ủng hộ sầu riêng. Bữa nay vừa bán vừa phụ bán chú Năm dạ. Mà vừa bán sầu riêng nữa. Rồi này lên liếm luôn rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn chị nha. Ê, bán cái sữa nè. Đây đây, tự sướng đi. Cảm ơn nha, 2-3. Rồi anh cảm ơn. Cảm ơn em gái. Cảm ơn chị. Chụp cho cô coi, chụp cho cô tắm đây đây, đây 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 con. Hai cô cháu mình chụp. Đứa đâu rồi? Còn cái áp. Con bấm vô đó đó. Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô. Chụp cho anh bấm dạ. Dạ. Quá trời cái áp. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ, chụp ra là mẹ nó phải gỡ chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chú ẩm ha. Trời ơi, ẩm. Ẩm đi ẩm ơi. Cầm đi. Ngất cỡ. Dạ, cảm ơn anh chị.
trái sầu riêng. Dạ. Có anh 5 triệu anh chuyển sau nha. Dạ, sao má không mua cái đó, em đọc tay đang trong đây luôn hay là lát nữa em tự đưa ạ? Anh nói nãy rồi nhưng mà anh chuyển khoản sau, đâu có đưa tiền mặt đâu. Dạ, dạ. Ồ. Đây bà con cô bác, đây là bạn Nga Sò Chua, bạn Nga đang tổng kết số tiền mà của quý ông bà cô chú mà gửi ủng hộ cho chú Năm Kẹo Bông Gòn. Có người thì mua tới mua trực tiếp, có người thì gửi tiền. Nói chung là tôi vừa thấy chương trình này nó rất là có ý nghĩa và giúp cho rất là nhiều ông cụ bà cụ người ta buôn gánh bán lưng nó cực khổ, và con cô bác bán ngày không được bao nhiêu thì giờ nhờ anh Clement thì qua thông qua mạng xã hội này kia rồi đó giới thiệu cùng bà con cô bác, rồi bà con cô bác. Dạ. Bà con cô bác. Cái này như thế này. Tại dạ. Vì á mình á là cũng là Khương luôn. Dạ. Mình là Phạm Khương. Thì nói chung là nghe thấy anh Khương vừa lấy hôm nay để đi giúp đỡ mọi người mình cũng rất là ok. Hôm nay có lại là mình phụ anh Caramel ở ngoài kia. Mình hỗ trợ cho chú bán cái kẹo bông. Dạ. Cái này là cái yêu quý anh Khương vừa để tặng cho anh Khương vừa món quà trò chơi. Tại vì mình là công ty Phạm Khương Đồ Gia Việt thì mình cũng có sản xuất những cái dòng bí da như thế này. Dạ. Hôm nay tặng cái này vừa cái bí da để làm kỷ niệm. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều ạ. Trong nhà đây theo dõi kênh quá trời. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ. Chụp hình đó chị. Giờ đây đứng đây luôn. Bữa đi ra tới ngoài ngoài nhà Nguyễn Thị Minh Khai gửi tiền cho bà cụ mà không chụp hình. Dạ. Cầm trái sầu riêng chứ mua sầu riêng. Mua sầu riêng mà không cặp tôi. Dạ rồi. Dạ đây vô. Dạ rồi cảm ơn hai chị. Cảm ơn hai chị. Thôi, đau bà cầm đau bà không? Bà lựa sầu riêng hả bà? Tay không được mắt cầm nổi không? Hồi xưa má giờ cũng má sầu riêng vậy hả? Dạ. Dạ dạ. Mấy đứa lựa sầu riêng cho chị cả mấy đứa. Bữa tới hơn để gặp anh Khương Dừa nè. Dạ. Lựa lựa sầu riêng cho chị cả. Cái này anh ký anh Khương hả? Dạ này 140. 140 ba ăn luôn hả? Dạ. Khui tại chỗ luôn chị. Lựa luôn bà. Để mấy đứa nó lựa cho bà, để con kêu mấy đứa lựa cho. Cái cỡ mấy ký? Dạ cũng hơn ký mấy, 2 ký chị, hơn 2 ký tùy bự nhỏ. Lựa em cái vừa vừa đi. Rồi coi chụp cái đi má. Lựa cho mấy chị mấy đứa. Anh Coleman thì ở ngoài phụ bán cái không còn không vừa ở đây một tiếp khách để bán sầu riêng. Dạ. Bao nhiêu tôi cầm được cái gì cả. Anh cầm ngược ngược. Hay thiệt. Rồi ok. Dạ rồi. Cứ chụp ba ảnh. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn bà. Thích cái nào? Rồi dạ. Má thích trái sầu riêng nào má lựa đi. Lựa cho bà cho mấy đứa. Cảm ơn. Bà thích ăn mềm hay thích ăn má ăn nhỏ nhỏ gọn gọn. Mấy trái này ngon nè. Lựa em trái chín luôn nha anh Khương. Dạ để mấy đứa bay bạn lựa cho. Lựa cho anh một trái nữa nè mấy đứa. Ăn liền nha, ăn liền chứ không phải như hôm bữa nha. Hôm bữa bây giờ tao đợi. Đợi hả? Sầu riêng mà phải ăn liền chứ đợi lâu. Mua rồi hả? Dạ dạ, tại vợ em nhà thích bánh mì không màu. Không màu hả? Đứa đứa nào chụp anh Trang ơi, Trang lại xong chưa chụp anh đi. Đứa nào chụp đi. Em xô sồ lấy máy ra chụp rồi khán giả rồi nè. Quá trời nè chụp anh rồi lát đăng lên tin. Dạ rồi. Cái nữa anh. Dạ rồi cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Cái này em quay đoạn ngắn lên cũng được. Quay đoạn ngắn lên chia sẻ trên cái bay mình á. Đây mấy đứa nó đang. Ủa sao chị? Sao lửa cháy hết muối vậy? Lửa lại, trừ lại cho chị, để... này chín, mấy trái nhỏ nhỏ vậy chứ ngon lắm. Nhỏ xíu. Cân hả chị? Ai cân cho chị cho? Dạ. Chín này chị cần ha.
Tính tiền nè mấy đứa ơi. Tính tiền cho chị nè mấy đứa ơi. Tiền cái này cho cô nè. Cái này khui để mời thôi. Này trái này nhỏ không có bán được. Ở nhà vườn trái nhỏ nhỏ mình cũng phải mua giùm luôn. Mua tính giá bình thường á. Này là bị lỗ. Nè, trái này của chị nè mấy đứa. Đứa nào ghi bill cái này nè mấy đứa ơi. Này hai ký hai mấy đứa ơi, cái này 2.2 nè, khui cho chị nè. Dạ 2.2 nha Thắm của chị. Chị em lựa chị hai cái ngon em. Ủa nè, lửa lửa cho chị mấy đứa ơi, không có đứa nào đứng đây lửa vậy, mấy đứa đói quá. Dạ để em lấy nha. Chị biếu hả, chị biếu hả? Dạ. Chị mua. Chị mua ăn liền hay sao? Hả? Chị mua ăn liền hả? Ta ăn liền hay sao? Ừ, ăn liền các em. Cái này mai ngon nè, trái này ngon. Ngon. Trái này ngon quá. Bữa gì cũng mua biếu rồi. Chín là dưa chín hết. Chín hết hả? Bữa chị mua biếu rồi. Chị lấy trái này đi, trái này ngon nè. Trái này nó chưa chín lắm. Rồi chị lấy hai trái này đi. Có khui luôn không chị? À cân thôi. Tách cái đít ra ha. Nè cân đi mấy đứa. Nghề. Nghề. Nè cân cho chị nè mấy đứa hai trái. Này này khui khửi cái đít nhẹ thôi. Ồ cái này. Cái này chưa chín lắm. Cái này mai ngon hơn. Chị muốn ăn liền không? Dạ, chị muốn ăn liền hay là mai? Dạ, con trái ăn liền, trái mai đi. Đây, trái này ăn liền, trái này mai đi. Má cân như má. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Tiên lửa cho chị anh nè. Dạ chụp luôn. Lửa lửa cho anh một trái kìa. Em chị chụp từ ấy luôn. Dạ. Rồi. Ủa sao quay vậy? Đây. Tắm lên nha chị. Ừ. Dạ rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Có một trái liền tái mai ăn á. Cô trời ơi ngưỡng mộ con quá bữa nay. Dạ, một ba giờ đêm con cũng coi thức khuya chứ, thức chưa khuya vậy? Con ngủ không được. Dạ hả? Ừ, dạ. Con ngủ không được, cái một ba giờ đêm ngủ dạ. Cũng coi con. Dạ. Hôm nay đi, về cái chân bớt chưa? Dạ con bớt rồi, nay con mới bỏ cái ấy ra. Không, nó đi nó căng coi quá. Vô coi mấy clip cho gì vậy hả? Có. Dạ. Cho con cặp cái con. Dễ vô đây cái con. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Dạ mấy vô mấy chụp đi. Dạ. Con chụp chưa? Con mù quá nó nghĩ làm đây nè. Dạ. Cháu cháu ngoại hả? Cháu ngoại. Nghỉ làm luôn hả? Dạ. Dạ. Ủa sao con. Ở ngoài con nhông nhã quá sao cô thấy con quả ở trong đó nó cái clip nó ấy hơn. Dạ, trong già hả con? Ở trong già mà thấy nó kệ dễ hơn. Con không biết nữa, vô hình mập hơn mà già hơn. Ừ, vô mình là mập hơn thấy già dẳng hơn. Dạ, không biết nữa. Vô hình không ăn sao không biết. Mẹ cô có biết con về. Dạ. Mấy cái cho con làm cái chương trình bệnh á ha. Dạ. Con hồ con thân khảo của trò tắm sàn á. Dạ 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 con anh con hay chơi biết ảnh mà. Dạ, anh em chơi cũng thân dạ. Thì thấy con với lại sắp dạ, dạ. Đó. Nhưng dạ. Mà cái kinh nghiệm bệnh của con dạ, dạ. Tắm sàn. Dạ dạ đúng rồi. Tắm sàn rất là hay. Dạ. Mỗi người có một cái kiến thức kinh nghiệm. Dạ. Con chỉ có cái là làm cái cần tắm sàn.
cao côn dạ. Hay dạ. Còn cái bệnh quản là con học. Dạ đúng rồi, bệnh quản là con, dạ con không không có biết rõ bệnh. Không có biết dạ. Rõ. Tại vì giờ tâm sàng nó có cái kiến thức dạ. Đó. Dạ. Rồi thôi cô cảm ơn con. Dạ cô. Đây quý vị giả dạ, hiện tại thì dạ chào cô. Hiện tại thì anh Coleman anh bán. Dạ. Trong hình với sầu riêng với cương dừa giùm coi. Mà em biết bán sắp xong rồi quá. Xong rồi mới chụp với Coleman với cô dân Coleman. Dạ. Nào nhờ chụp giùm coi á. Cậu này mắc quay rồi. Để được. Mà mấy gái nè, bạn mấy gái. Nè nè con chụp giùm cái con mà. Đây. Cô kẹo bông gòn hả con? Kẹo bông gòn cương dừa. Dạ. Đi dạ, hoài đi mua hoài đâu có khi nào gặp cậu dạ, đâu. Không gặp con đi số bữa giờ bận quá đi. À, chị đi đóng phim đâu biết không? Nên tivi à. Ở bên ông Nguyễn Đình Chiểu. À Nguyễn Đình Chiểu. À, Nguyễn Chiểu dọn bao lâu rồi? Không đi bắt đầu bán đó thì Nguyễn Đình Chiểu qua đây mua hoài không khi nào gặp cậu. Dạ. Đi số rồi có bữa rồi lên, có bữa rồi đi. Tôi muốn gặp bé trà sữa mà khi nào lên đây. Trà sữa. Cưng quá trời. Bữa nào đánh. Bữa nào kêu bé trà sữa lên. Lên phải lên mạng nói đặng cho ta nó tập trung dạ, ở đây ta thăm dạ. Nó chụp hình với nó mới được. Dạ. Ừ. Bà con của bác thương nó quá trời. Rồi bây giờ Ai quên cảm ơn con bây giờ đi mua sầu riêng. Mua sầu riêng hả cô? Ừ. Lửa sầu riêng cho cô mấy đứa ơi. Rồi bái dạ, dạ cô cảm ơn cô. Mấy cô chú lớn tuổi rồi mua sầu riêng. Em xin chụp nè. Mua với ai rồi. Lâu lắm rồi mấy có cửa hàng mới đông vậy. Đông chụp hình. Tại bữa giờ là Khương vừa đi suốt à. Dạ Khương vừa đi suốt à, Khương vừa không có ở đây phụ với đứa em. Qua đây anh Trang. Rồi chưa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn gái. Dạ rồi bây giờ Trang sẽ chụp một cái với anh Khương. Một cái này dễ thương quá, xíu Trang tặng với trà sữa này nha. Sẽ ngồi đi. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Chào. Rồi, mua gì rồi? Dạ để mua. Đi làm chưa? Dạ để đi học rồi. Dạ. Thấy coi kênh nhiều lắm đó luôn. Dạ, cảm ơn em. Dạ, cho nét của anh luôn đó. Dạ, cảm ơn. Em trong nét của anh biết một tí này không? Quay anh. Giờ cứ quay đi, tùm lum chứ xíu anh đi. Dạ. Cứ quay gì là quay mọi người mua sầu riêng nè, quay anh comment rồi. Dạ. Dạ. Ủa cờ còn trong chấm nhiều hả? Dạ còn nhiều lắm anh, chết 100 cây rồi đó. Ủa diện 100 cây mình nhiêu đây em thấy còn nhiều quá hả? Nhiều lắm. Nãy giờ bán. Anh ra bán phụ hả? Bán phụ hả? Có một cái 10 độ chị, cái này. Cái này ngon nhất rồi chị, 95.000. Cái này chị ăn sống là ngon luôn. Dạ. Khi nào có bơ? Bơ nó hết mùa rồi. Dạ, mốt có mùa em bán lại ha. Chị ủng hộ em ha. Qua đây mua lần nào không gặp em hết á. Dạ. Đứa giờ em đi xuống. Chị cũng mua sầu riêng tại chị dạ. Sầu riêng lắm. Thích sầu riêng. Ờ chính sầu riêng lắm. Em cũng mê sầu riêng. Chị vừa mới mua bữa thứ 5 tuần rồi đó. Dạ. À. Bữa giờ nó lên giá quá mà hết sầu riêng. Yeah. Bây giờ cái nước live stream á. Còn trong chống nhóc mà anh. Còn trong chống. Rồi còn trong chống, còn trong chống. Thôi bán được nhiêu hay nhiêu, cứ ráng cố gắng thôi. Ok, rồi. Trống này cây cây nhiêu ta? Cây cho cây 5.000 hả? Dạ. Cây ba trong chống là 5.000 hả? Dạ. Rẻ ha. Dạ. Rẻ chứ bà con cô bác, cây nè. Dạ. Một cây một cây mà ba trong chống mà 5.000 chứ bán rẻ chứ. Nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng bán rẻ là được bà con cô bác ủng hộ luôn. Dạ. Dường như là thuốc vườn không có duyên bán hàng bán trong chống rồi. À, bán trong riêng được. Dơ lên chưa nè. Dạ mình có xong đi thẳng qua bên kia giùm con nha cô. Dạ bà. Thần tượng này nó xong rồi vô mua sầu riêng. Dạ dạ, con cảm ơn. Thôi bữa nay bà con cô bác cho mua ông trong chống ủng hộ. Hai thần tượng. Dạ. Ông bột đời thường, dạ. Cô tiên, hai người. Thấy cơ, để mình không cảm ơn cô. Cứ thấy comment ông bột là tôi á.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác. Một cây bông gòn với một cái gì chống chống á. Một con chống. Nè bà, chống chống nè bà. Không ai mua hết trơn á. Nắp trong ngang luôn, rồi rồi. Cho mình đi con nè. Ba áo đỏ luôn, ba áo đỏ luôn. Dạ, con dạ, 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 chụp một người này dạ. Xong rồi tới chụp người này. Chụp từng người, từng người. Rồi, chụp người đây. Anh tưởng. Đây, em cho nó luôn. Anh tưởng. Ok, rồi. Dạ, cảm ơn bà. Vô mua sầu riêng về cho con. Dạ. Được nhiêu rồi, được nhiêu rồi. Nhiều à? Nhiều á. Em muốn gì? Để đây. À, gửi đây nha, đây anh ăn rồi. Đây là của tập thể nhân viên công ty Phước Hưng Thành. Trời ơi, công ty Phước Hưng Thành, mỗi người con trong chút, gửi cho chú nè. Khỏe ha, chú Năm nè, khỏe ha. Lên nhiều rồi. Bữa bán không được bao nhiêu, bữa nay là bán được nhiều rồi, quý bà cô chú. Hết rồi chú, hết luôn hả? Hết cây. Dạ. Hết cây luôn hả chú? Có đi vòng ra ngoài. Dạ, cảm ơn cô. À, bà con cô bác biết không, tại vì giống như chú Năm rồi buôn bán cực khổ lắm, nhưng mà ví dụ hôm nay có anh Solomon đến hỗ trợ bán thì buôn mai bán đắt, mà mai mốt cái nhiều khi mai mốt không có hỗ trợ được hoài á, cái chú bán trở lại, cái bán trở lại bình thường à, cái bắt đầu khách ít mua lại. Hy vọng là bà con cô bác mốt biết chú Năm rồi đó, thì bà con cô bác gặp chú Năm ở ngoài đường thì mua ủng hộ cho chú Năm ha. Bà con cô bác mua ủng hộ rất là nhiều, quý vị vậy? Ở ngoài đông lắm, ở ngoài quá trời luôn, rồi kẹt đường luôn. Sẽ bắt đầu em bên kia á, à, đi qua bên kia luôn kìa. Khán giả thì tới mua lai, chủ yếu là người ta tới để người ta ủng hộ tiền cho chú Năm mà. Mấy anh là đây miền Trung? Dạ 13 anh đi ra lại. Em xem anh lâu lắm rồi, không bỏ cứ không bỏ sót video nào luôn. Cảm ơn. Em miền Trung luôn hả? Dạ em Nghệ An. À Nghệ An. Dạ. Nghệ An vừa rồi cũng bị nhiều ha. Dạ đúng rồi, cũng bị nặng anh. Thấy thường không? Anh còn ít tiền nữa, bà con cô bác còn nên đi đợt này nữa cho xong luôn. Dạ. Là chuyến này là chuyến cuối rồi em. À, chuyến này chuyến cuối luôn. Dạ. Bà con cô bác cũng lại ra đây, mình gom lại đi lần này nữa. Dạ. Hiện tại thì còn bóng bóng với lại chống chống, ngày ông gòn cũng hết rồi bà con cô bác. Bà con cô bác còn nhiều bóng chống chống lắm, đây là bao nhiêu đồng? Anh còn nhiều sầu riêng nữa. Thuốc vừa chụp tóc em cũng vừa. Trời. Em ủng hộ dạ cảm ơn anh. Để mình vô mình phụ sầu riêng. Dạ có vàng. Chào con. Dạ, nhớ đem đồ về cho em nha. Dạ. Dạ. Anh thôi thôi. Chụp đi. Để anh chụp. Thôi. Mấy nhân chụp giùm chị với em. Này bà con cô bác tới mua ở ngoài xong rồi mua vô bên trong mua sầu riêng nữa. Nước mắm nữa. À, không có ghế để cho mọi người ngồi. Thường thường thì cửa hàng khách ra vô thường xuyên chứ không có ít khi đông, mà chỉ có mấy đợt mà Khương Dừa đứng bán. Dạ. Chỉ có đợt mấy Khương Dừa đứng bán thì sẽ mới đông. Dạ. Lựa cho chị mấy đứa ơi.
Dạ em mới bán điểm này chị. Cái quận kia là mở rồi mà. Dạ chưa. Sản phẩm trà sữa theo. Dạ trà à, sữa nha, nhà bệnh bữa nay bệnh. Lựa cho chị mấy đứa. Này có thuốc không vừa? Dạ. Bụng quá có thuốc bé không? Sao có thuốc? Không có ăn. Không thuốc không ăn. Dạ không có thuốc. Có thuốc mới ăn nha, không thuốc không ăn. Dạ có thuốc mà không ăn thuốc quen hả? À, thuốc quen. Xưa nhận sầu riêng nhúng thuốc quen, giờ sầu riêng không nhúng thuốc không quen hả? Không có bỏ sót cái clip. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Cái nào cũng like. Dạ đó. Dạ cảm ơn cô. Giờ cô về hả? À chưa, còn mua sầu riêng với nước mắm với tương ớt. Dạ ủng hộ mà. Giống như hôm nay đi cuối tuần đi mua sắm. Đâu có, khoái coi tiếng rào lắm. Dạ, dạ. Nhưng mà mấy chỗ kia xa đây gần, đang dạ. Uống cà phê bỏ chậu qua đây. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ cũng đủ món hết trơn à. Món hai món chơi luôn. Dạ rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn nhiều. Ok chưa? Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh ủng hộ. Ủng hộ kẹo bông ròn cho chú Năm, ủng hộ sầu riêng cho em. Cho chụp tấm hình đây. Dạ. Bây giờ thì bà con cô bác mất giảm giảm từ từ rồi. Chụp xa xa nhưng mà Phương Dương nghĩ quá. Là Phương Dương nghĩ bán nhiêu đó là cũng ok rồi. Rồi vậy nha. 1 2 3. Không nhất thiết là phải bán hết, để nhiêu đó để mà mai chiều chú bán nữa cũng được, nhưng mà quan trọng là cái doanh thu. Dạ rồi cảm ơn em gái. Hôm trước qua cửa hàng Khương vừa rồi chút, một năm bán chừng 100-200 tấn sầu riêng nha. Một năm bán mấy trăm tấn sầu riêng nha. Dạ này này cắt cái bè, thường thường nên cắt Bến Tre được cái bè rồi. Cái lại. Dạ cảm ơn chị. Ở ngoài kia bắt đầu vắng khách rồi. Đồng Hương á chị. Chị ở quyện nào? Đồng Hương. Chị quyện nào? Chị mà cài Bắc. Cài Bắc gần bên Chợ Lách luôn. Gần luôn, cái bè về anh ở cái bè về à. Đi. Dạ cảm ơn chị. Rồi, vô cảm ơn chị. Dạ cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn dạ, cảm ơn anh. Tôi nói nãy đi kiếm chú rồi chọc chú, nó xin chú giúp đỡ cho 10.000. Dạ, con tôi thương chú lắm á, tại vì dạ. Cái xong đi thăm bà già 91 tuổi rồi, đi bắt cái số nè. Dạ. Đi bà già mà nó lên xe à, rồi đi lắm. Hôm nay trái cây đi, có sầu riêng. Chỉ có sầu riêng. Đi ăn mì gói ở miền Trung á, rồi dạ. Đi nấu một nồi ăn cho chứ. Là tôi chọc chú mà tôi đi mấy lần không gặp. Dạ. Chụp hình hả cô? Hình của chú nhiều lắm luôn á. Ôi cô chụp hình của mình nè, cô chụp cái hình của mình lại. Tôi nói tôi lại tôi chọc chú giúp đỡ cho tôi 10.000. Cô ghẹo con hả? Ghẹo. Nhiều lắm không nè. Cô coi màn hình rồi cô chụp lại à? Dạ. Rồi, cô chụp hình nữa cô vừa lại. Thương chú lắm á. Dạ, trời tôi đông biết có nhiều chỗ. Tôi thương dạ. Thương cái bé sữa, bé sữa. Dạ, bé sữa. Hai cô cháu mình chụp hình đây. Hai ba. Dạ, con cảm ơn cô. Má tôi chọc chú để tôi gặp chú giúp đỡ cho tôi 10.000. Dạ. Năm nay mấy tuổi rồi? Cô bạn mấy không? Bạn mấy trẻ chứ. Cô mua kẹo bông gòn gì vô chưa? Chưa đẩy ra. Dạ. Hôm qua nhỏ con lại nó mua sầu riêng rồi. Dạ. Lựa cái nhỏ nhỏ. Dạ dạ, cô vô trong mấy bạn lựa cho cô ạ. Dạ. Thì đó. Giờ kẹo bông gòn vớt lại sầu riêng nha, con có bán. Giờ có một đồ. Có một cái giả mới đi mà là chuyên của anh kia nên là có nhắn đi về thì muốn hỗ trợ cho anh 100 đô, nhưng mà tại vì cô có nhắn cho cô có đủ đi dùng với ông trời đi rồi nên là cô tên gì cho anh rồi cô có một cái con em đi học đây em ở chung lên đây là cô đang chồng lúc này cô đi lại đây là ở đây là không.
có rất là nhiều quý khán giả ủng hộ cho chú Năm, cũng mừng cho chú Năm. Cũng có nhiều khán giả ủng hộ sầu riêng cho Thương Dừa. Dạ, ở quay phim thì quay phim chụp thì chụp cái gì đâu cỡ trốn ông xã ra đây chú ông xã chú ông xã là cho mình. Dạ dạ con gái qua đây thuộc sầu riêng chụp là đẹp không? Dạ dạ bánh mì màu con. Ủa xong hả chị? Chụp nhanh thế. Dạ rồi thôi. Dạ. Lựa cho chị trái nè mấy đứa ơi. Lựa cho chị trái nè mấy đứa. Trái ăn trái. Dạ dạ. Con bé bán vé số hết bán hả? Dạ bữa nay nó không có bán. Lựa cho chị trái nè. Dạ cảm ơn chị. Chị mua sầu riêng. Dạ. Để anh kia mấy đứa nó lựa cho. Em chị nó cũng em mới đi miền Trung về. Dạ mới đi miền Trung về. Em chị nó cũng gửi tiền với chị gửi cho chú Năm hả? Dạ khỏe hả? Dạ không khỏe chị. Mấy bữa em đi nữa chị ở trên Nguyễn Đình Chiểu rồi em nó, về đây. Dạ, chị dạ. Về đây rồi mấy lần rồi. Dạ dạ rồi. Em về đây cũng mấy tháng từ tháng 7. Dạ đi lựa mấy trái cũng dỗ. Dạ dỗ hả chị? Dỗ lựa cho em hai trái người đi. Lửa cho chị nè mấy đứa. Rồi, thích ăn bưởi hả? Vâng. Cái này giờ nó không ngon chứ. Thôi anh gửi. Thôi để anh gửi cho em luôn chứ bán gì. Nè, trái này ngon nè. Gửi em về ăn thôi chứ bán buôn gì. Thôi anh. Thôi thôi. Rồi, bữa này mà lấy tiền gì. Nè, gửi ba trái. Để anh lấy bọc vào. Cho anh bịch nhỏ nhỏ. Cô ghe lựa cho cô chưa? Cái này anh gửi tặng luôn. Dạ. Còn chú không ăn sầu riêng được, chú ăn bưởi thôi. Không, của anh nè. Dạ. Ê, này anh gửi tặng. Cảm ơn. Còn em có quẹo quẳng ba tự bán. Nhưng mà nó ngon. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Đây, còn mấy đứa nó khui xong rồi. Ngon quá ha. Ủa này hết hộp lớn hả mấy đứa? Hết rồi, nửa cái cặp ở đây nè. Trời ơi, biết bữa nay bà con cô bác tới đâu mua đông mà mấy đứa nó không có chuẩn bị. Lựa cho cô chưa? Ở ngoài cũng còn bà con cô bác cũng tới cũng còn đông quý vậy. Chị lấy cái này ngon nè, này ngon nhất, này 95.000. Cái này nước chấm. Cái này đang sống ngon nè. Dạ. Cái này chị bỏ ớt vô là xưa là ngon, là chấm thịt chấm cá đủ cũng ngon. Cái này ít ít xíu 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 ngon. Dạ. Colorman anh đang đọc cái số tiền mà của quý Mạnh Thường Quân gửi cho vô cũng như là tới mua ủng hộ cho chú Năm kẹo Bông Gòn. Thương Dừa nghĩ chắc chừng 100 triệu là hơn à. Hơn 100 triệu chắc luôn. Bởi vì nhiều khi chú bán ngày có 20 mấy ngàn và con cô bác bây giờ mà anh Coleman anh phụ bán cho chú mà được ngày một buổi sáng 2 tiếng mà 100 mấy triệu luôn. Số tiền không tưởng luôn ha. Dạ thôi chào tạm biệt quý ông bà cô chú nha. Cảm ơn quý ông bà cô chú đã trong sáng nay đã tới ủng hộ chương trình Tiếng Rau 4.0 của anh Coleman, ủng hộ mua kẹo Bông Gòn nè, mua bông bóng nè, rồi mua chấm chấm cho chú Năm. Dạ rồi gửi tiền cho chú Năm. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều quý khán giả tới ủng hộ sầu riêng của Thương Dừa. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 10 tháng 11 2020. Bữa nay thì anh Coleman anh bán một xíu là xong rồi, thì Thương Dừa sẽ bán sầu riêng trở lại bình thường. Hôm nay sầu riêng thì chín cũng nhiều. Dạ rồi quý ông bà cô chú có, dạ có mua sầu riêng thì tới ngay chỗ 540 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi qua hotline 0914 211 771. Vừa cảm ơn rất nhiều, chào tạm biệt và cô chú hẹn gặp lại ạ.